Vé huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, bạn có đoán được là ai không? Ông chính là người đã thay đổi hoàn toàn cục diện của bóng đá Đông Nam Á, đưa Việt Nam vươn lên là đội tuyển hàng đầu trong khu vực. Di sản mà ông để lại suốt 5 năm qua thật đáng tự hào. Người hâm mộ Việt Nam sẽ không bao giờ quên ông. Cảm ơn và xin tạm biệt.